Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United đã tìm ra chìa khóa cho vụ bom tấn 51 triệu. Tân giám đốc ra tay, Quỷ Đỏ thâu tóm Pogba 2.0. Henderson, báu vật MU cần trân quý. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Man United đã tìm ra chìa khóa cho vụ bom tấn 51 triệu. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, đội chủ sân Sanchez Pizjuan sẵn sàng bán trụ cột của mình với mức phí 51 triệu euro. Và trong diễn biến mới nhất, Manchester United lại nhận thêm tin vui khi có được chất xúc tác trong thương vụ bom tấn này. Các báo cáo từ Daily Express cho biết, Sevilla xem Davinson Sanchez là người thay thế trực tiếp vị trí của Jules Koundé. Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng đã sẵn sàng để cự sợ Ajax Amsterdam rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Như vậy, chỉ cần Spurs gật đầu, hiệu ứng domino có thể diễn ra giữa ba đội bóng MU, Sevilla và Tottenham Hotspur. Trong đó, cái tên hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là Quỷ Đỏ khi Manchester United có thể hoàn thành mục tiêu bổ sung thêm một trung vệ. Tân giám đốc ra tay, Quỷ Đỏ thâu tóm Pogba 2.0. Travel Football dẫn nguồn tin từ Daily Express cho biết, Mertop đang xem xét kỹ lưỡng về trường hợp của Iraq Moriba, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thuộc biên chế Barcelona hiện tại. Mùa này, Moriba mới lần đầu được đôn lên đội 1 của Barca, thế nhưng anh đã thích nghi nhanh chóng và thi đấu rất ấn tượng. Chỉ sau 4 lần ra sân tại La Liga kể từ đầu mùa, Moriba đã đóng góp đến 3 bàn thắng cho Blaugrana dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở tuổi 18, hiển nhiên Moriba vẫn còn một chặng đường dài trước mắt và không loại trừ khả năng anh sẽ phát triển thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai. Về phía Man United, dù Paul Pogba được cho là đang cân nhắc khả năng ở lại Old Trafford, nhưng hiển nhiên họ cũng cần có sẵn một phương án thay thế dài hạn cho tiền vệ người Pháp. Và không ai khác, Moriba, người được mệnh danh là Pogba 2.0, chắc chắn sẽ làm tốt trong vai trò này. Đáng chú ý, thời hạn hợp đồng giữa Moriba với Barca sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2022, nghĩa là Granada có thể đối mặt với áp lực phải bán đi tiền vệ này ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Luxor ăn đứt Ronaldo và Messi ở một chỉ số năm 2021. Mùa này, Luxor đang cho thấy màn hồi sinh mạnh mẽ và màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo MU. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi đang được xem là hậu vệ phải số 1 của ngoại hạng Anh. Màn trình diễn ấn tượng đó đã giúp cho Luxor được triệu tập trở lại đội tuyển Anh lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2018. Xét trên cả hai phương diện phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công, Luxor đều vượt trội so với chính bản thân mình trong những mùa trước. Thậm chí, theo thống kê trong năm 2021, Luxor còn có một chỉ số tấn công khiến nhiều cầu thủ khác như Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi phải chào thua. Cụ thể, theo những số liệu được WhoScore thu thập, hậu vệ 25 tuổi đã tạo ra không dưới 36 cơ hội ngon ăn ở ngoại hạng Anh trong năm 2021 này. Số cơ hội mà Luxor tạo ra còn nhiều hơn cả hai siêu sao bóng đá thế giới là Ronaldo và Messi tại Serie A và La Liga cộng lại, tính trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Rõ ràng, ngoài khả năng phòng ngự đỉnh cao, hậu vệ trái 25 tuổi còn cho thấy khả năng tham gia tấn công ấn tượng. Mùa giải này, Luxor đã ghi một bàn thắng và đóng góp 6 kiến tạo cho MU trên mọi đấu trường. Tính riêng ở đấu trường ngoại hạng Anh, hậu vệ người Anh ghi một bàn và đóng góp 5 đường kiến tạo trong 23 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Thực tế, sẽ không quá khi nói rằng ngôi sao người Anh đã trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Vừa qua, Luxor lại tiếp tục gây ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của MU trước AC Milan tại lượt trận về vòng 1/8 Europa League 2020-21. Nhận xét về phong độ của Luxor, cựu cầu thủ của MU, Gary Neville nhận xét: "Anh ấy không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất của MU ở thời điểm hiện tại mà còn là hậu vệ trái xuất sắc nhất của bóng đá Anh." Không quá bất ngờ nếu như vào cuối mùa, Luxor được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của MU bên cạnh một cầu thủ thi đấu rất nổi bật khác là Bruno Fernandes. Inter không chậm trả nợ MU vụ Lukaku. Ít ngày trước, truyền thông Anh đưa tin Inter Milan đang nợ MU 43 triệu bảng vụ chuyển nhượng tiền đạo Romelu Lukaku. Lukaku đến Inter Milan từ MU với giá chuyển nhượng lên đến 75 triệu bảng Anh vào năm 2019. Phí chuyển nhượng được chia nhỏ theo các thời hạn thanh toán, nhưng Inter đã bỏ lỡ thời hạn thanh toán này. Mới đây, tờ Gazzetta dello Sport đã bác bỏ thông tin trên. Gazzetta dello Sport dẫn các nguồn tin khẳng định Inter đã cho MU một khoản tiền vào hồi tháng 1 năm 2021 khi Quỷ Đỏ yêu cầu. Hai câu lạc bộ cũng đạt được thỏa thuận về việc thanh toán đợt tiếp theo vào cuối tháng 7. Inter đã đảm bảo rằng họ sẽ đáp ứng tất cả thời hạn thanh toán sắp tới với đối tác. Vì Pogba, huấn luyện viên Solskjaer có thể sao chép công thức của Louis van Gaal. Ở mùa giải năm nay, ngôi sao 28 tuổi chỉ chơi thực sự hiệu quả khi đảm nhận vị trí tiền vệ cánh trái. Khả năng kéo bóng, kiểm soát và sáng tạo được Pogba phát huy mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều này buộc huấn luyện viên Solskjaer phải suy ngẫm về vai trò của Rashford bởi hành lang bên trái đang là khu vực hoạt động của số 10. Trong quá khứ, huấn luyện viên Louis van Gaal từng giúp Rashford tỏa sáng trong vai trò số 9. Huấn luyện viên Solskjaer vì vậy hoàn toàn có thể áp dụng công thức này của chiến lược gia người Hà Lan. Từ thời của Jose Mourinho, sau đó đến Solskjaer, Rashford thường được sử dụng ở hai biên. Tuy nhiên, khi Pogba chơi hiệu quả ở hành lang cánh trái, số 10 có thể được trả về vị trí trung phong cắm. Bên hành lang cánh phải, Daniel James và Greenwood sẽ phải cạnh tranh với nhau cho suất đá chính. Solskjaer đã sao chép bí quyết của Select để cải thiện hàng thủ MU. Solskjaer đã không ngần ngại lớn tiếng với các cầu thủ MU trong phòng thay đồ, giống như người thầy có biệt danh máy sấy tóc, Select Ferguson. Trong quá khứ, mỗi khi học trò mắc sai lầm, Select không ngần ngại quát mắng họ. Wayne Rooney từng cho những lần quát tháo của Select có thể là động lực cho cầu thủ phấn đấu chơi tốt hơn, và Solskjaer đã sao chép cách làm của người thầy cũ khi ông dẫn dắt MU. Huấn luyện viên người Na Uy cho biết ông và các học trò đã tranh cãi nảy lửa trong phòng thay đồ sau khi MU để thủng lưới ở trận hòa 1-1 với AC Milan tại Europa League. Ở hai trận sau đó, MU đều giữ sạch lưới. Họ thắng West Ham và AC Milan với tỷ số 1-0. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã lọt vào tứ kết Europa League. Phía trước MU là trận gặp Leicester City tại tứ kết FA Cup. Solskjaer cho rằng việc trao đổi thẳng thắn trong phòng thay đồ là điều mà các học trò rất cần. Chúng tôi có cuộc tranh cãi lớn nhưng không hề ầm ĩ và sau đó đội bóng chơi tốt hơn. Bằng chứng là chúng tôi không để lọt lưới bàn nào ở trận gặp West Ham và AC Milan. Mọi bàn thua của MU đều được phân tích kỹ lưỡng, đó là cách mà chúng tôi làm việc. Tôi biết rằng các cầu thủ MU đều mạnh mẽ hơn về tinh thần để ứng phó với những pha tấn công của đối thủ ở cuối trận, Solskjaer tuyên bố. Sau khi MU để thủng lưới ở cuối trận lượt đi gặp AC Milan, chúng tôi đã cố gắng khắc phục vấn đề của mình. MU có những hậu vệ đáng tự hào, họ có thể phát động tấn công từ sân nhà. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi nhìn họ phòng ngự. Bạn không thể tránh được mọi thứ trong bóng đá, tuy nhiên, hàng thủ của MU đang cố gắng hết sức có thể, Solskjaer phát biểu. Man United chốt kế hoạch dành cho Cristiano Ronaldo. Theo Express Sport, Manchester United đã quyết định sẽ không đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Siêu sao người Bồ Đào Nha được khuyên nên ở lại nước Anh trong những năm cuối sự nghiệp, tuy nhiên, Quỷ Đỏ lại không quá mặn mà với cơ hội này. Trong bối cảnh Edinson Cavani sắp ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, ban lãnh đạo MU sẽ tìm kiếm một trung phong đẳng cấp khác. Henderson, báu vật MU cần trân quý. Điềm đạm và lạnh lùng, đó là những gì Paul Scholes miêu tả về màn trình diễn của Henderson sau chiến thắng 1-0 của MU trước Milan. Pha cứu thua xuất thần trước tình huống đánh đầu cận thành của Ibra một lần nữa cho thấy việc Henderson góp mặt trong đội hình triệu tập đội tuyển Anh là hoàn toàn có cơ sở. Cho tới lúc này, Henderson đã giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở Premier League và là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong đội hình Quỷ Đỏ tại vòng 1/8 Europa League. Không phải vô cớ khi Solskjaer đã nhắn tin cho De Gea rằng hãy dành thêm thời gian bên cạnh gia đình để Henderson có đủ thời gian chứng minh năng lực. Trong suy nghĩ của Solskjaer và các cộng sự, Henderson không đơn thuần là dự bị hạng sang cho De Gea. Với chiến lược gia người Na Uy, Henderson chính là hiện tại và tương lai của MU. Owen Hutchinson chung quan điểm với Scholes. Ông nhận ra Henderson là thủ môn lì lợm hơn mức anh tưởng tượng sau màn trình diễn tại San Siro. De Gea vẫn ổn nhưng không còn là người xuất sắc nhất cho vị trí gác đèn ở Old Trafford, Hutchinson nói với BT Sport. Mức lương cao ngất ngưởng của De Gea cũng là vấn đề mà MU cân nhắc thời gian qua khi phải lựa chọn giữa De Gea và một thủ môn trẻ hơn có trình độ tương đương và nhận lương thấp hơn tới 5 lần. Rõ ràng Henderson không đơn thuần đóng vai trò giải pháp tình thế, có thể một kỳ chuyển nhượng mới trong cầu môn MU sẽ bắt đầu từ đây. Ole Gunnar Solskjaer có sẵn phương án giải mã Granada. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Man United cũng chưa chắc chắn sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Các đội bóng của Tây Ban Nha luôn là khắc tinh của Quỷ Đỏ khi năm ngoái, MU đã bị Sevilla loại ở bán kết. Nhưng sang tới mùa giải này, Quỷ Đỏ có vẻ đã giải rớp khi vượt qua Real Sociedad ở vòng 1/16. Phát biểu sau khi nhận được lá thăm Granada ở tứ kết, huấn luyện viên Solskjaer của MU cho hay. Chà, tất nhiên, đây là một trận đấu khó khăn khác cho MU. Granada đã thi đấu rất tốt ở La Liga và chúng tôi biết rằng mình sẽ phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh về cả chiến thuật lẫn kỹ thuật. Granada đã đánh bại Modé, điều đó cho thấy rằng họ rất đẳng cấp. Tôi đã gọi cho phía Modé và nhận được những lời nhắc nhở, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải giải quyết vấn đề của mình. Tôi sẽ xem lại hai trận đấu giữa Modé và Granada, mặc dù biết rằng đội ngũ phân tích của đội bóng cũ đã làm việc rất kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên Granada thi đấu ở Cúp châu Âu, đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với họ. Song, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Các đội bóng ở Tây Ban Nha luôn rất mạnh về kỹ thuật, chúng tôi phải phòng ngự thật tốt để giành được bóng từ họ.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.